Hôm nay em sẽ chia sẻ câu chuyện chưa bao giờ là hết nóng hổi, đó là câu chuyện kê giá của môi giới và người chủ đất và người khách mua nên làm gì để phòng tránh những điều đó. Đó. Nhưng mà trước tiên thì em xin phép được giới thiệu đến tất cả quý anh chị và các bạn một lô đất view hồ tự nhiên nhá, với diện tích là 1,1 hecta, trong đó có 110m là mặt tiền hồ tự nhiên anh chị. Cái nước hồ ở đây á thì bình thường nó trong lắm anh chị, nhưng mà trong mùa mưa nước nó sói xuống nên đất ở đây, đất đỏ ba gian đó anh chị, đất Nam Định Giang thì rất là tốt nhá, cực kỳ tốt luôn. Đó, nó sói xuống thì nó nhìn hơi đục thôi, thật sự em nhìn thấy cũng đây là rất là đục. Thì bình thường á em sẽ chút nữa em sẽ chia sẻ cho anh chị những cái video, những cái ảnh thôi, nó rất là trong nó vào mùa khô anh chị. À, nhưng mà về lô đất này thì lô đất này thuộc trung tâm của trung tâm xã Nam Định Giang luôn nhá anh chị nhá, khu đông dân cư luôn, phía ngoài có thể lên được thổ cư. À, có 110m mặt tiền view hồ tự nhiên. Đó là về lô đất rồi. À, còn về cái sổ đây, sổ này là sổ cũ nha chị, sổ đỏ của ngày xưa á, là diện tích trên sổ này chỉ được 7.330m2 thôi. Đó, còn đây là cái trang chất lục của nó đây. À, ngày xưa thì người ta làm cái sổ này chưa có đường xá gì hết, nói chung cái sổ này sổ cũ anh chị. Còn bây giờ đường xá em chắc chắn nếu mà cập nhật lên thì sẽ cập nhật lên được thôi, tại vì cái đường này khu đông dân cư lắm rồi. Rồi còn đây là cái phần trích lục, đây là đo tổng thể luôn anh chị. À, lô đất này là diện tích là 10.408m2 á. Nó chủ đất là Nguyễn Văn Hiếu và Trần Thị Ngọc Châu đó, phần phía trên luôn, nói chung là có đường xá từ ngoài vào luôn anh chị. Đây là đo tổng thể nhá. Rồi về phần quy hoạch nó đây, đường là có trên quy hoạch luôn đó, phần ngoài lên được thổ cư, còn phần trong này thì vẫn là đất trồng cây lâu năm anh chị. Đó, trên cái Google Map mà nước nó xanh ngắt như nước biển luôn anh chị. Đó, đây là phần quy hoạch. Rồi tiếp theo là những cái tiện ích, thì đây là cái vị trí của lô đất này anh chị nè, khu đông dân cư. Nói chung đất này không có dốc đâu, còn cách 2,1 km là mình sẽ về đến cái Ủy ban Nhân dân xã Nam Định Giang anh chị. Đây là gọi là cái làng tỷ phú tiêu của ngày xưa. Rồi còn khá gần của lô đất là nói chung là trường học, rồi chợ, rồi cây xăng, chợ buối, đây là chợ cũ anh chị, gần lô đất mình luôn. Nói chung ở đây là khu đông dân cư tất tần tật luôn anh chị. Rồi còn đây là cái chợ mới, chợ cũ chợ mới anh chị, nói chung là dân cư đông. Còn đây là cái tuyến đường huyết mạch của cái xã này, nói chung là đường liên huyện anh chị, qua Tuy Đức rồi nói chung qua hầu hết các huyện luôn, rất là lấp, nói chung đầy đủ. À, cái tuyến đường này là tuyến đường thông anh chị nha. Rồi tiếp theo là mời anh chị tham khảo về cái video phía bên dưới. Đây là cái đường bê tông đây, ở ngoài dân cư làm nhà thái nhà đồ, dân đây ngày xưa giàu lắm, trồng tiêu anh chị. Còn đây là cái phần đất của mình, tổng cái diện tích này là 1 hecta anh chị, phần phía trên này là lên được thổ cư, điện đóm thì đầy đủ rồi, có năng lượng mặt trời, mua thì chủ để lại toàn bộ luôn nhá, chủ sẽ về quê luôn anh chị. Cái giá thì em sẽ để trong cái phần mô tả của video nhá. Đó, anh chị cứ nhấn vào đó thì anh chị coi cái giá cả rồi diện tích thông tin đầy đủ luôn. Đây phần trên này khá bằng, phần dưới nó thoải thoải thôi, chút nữa em sẽ cho anh chị xuống coi. Cà phê thì cực kỳ tốt nha anh chị nhá, em đi coi nhiều vườn lắm rồi, nhưng mà tại vì cái vườn này có chủ ở đây á, chăm tốt lắm anh chị ơi, cả trái nào trái đó to đùng, cây ăn trái cũng nhiều, xoài, cóc, ổi, mận, đủ thứ hết. Đó, trái cà nè anh chị nè. Rồi em sẽ đi xuống phía dưới. Đây vườn chanh dây nè anh chị, sum xuê quả luôn. Nói chung chất đất đây rất là tốt, trồng cây gì cũng tốt chị ơi. Mà em đi mấy vườn đây luôn, thấy vườn nào cây cối cũng tốt, lên. À còn đây là cái hoa của cây chanh dây nè anh chị nè. Anh chị nào chưa biết được cái hoa của cây chanh dây đó, thì đây hoa của cây chanh dây đó, rất là đẹp. Rồi em sẽ đi văn chủ đất, đi xuống dưới cái phần dưới này. Cà phê tiêu đều tốt hết nha anh chị nha, tiêu mấy cây bên này thì nó xấu xấu tí thôi, cây cà phê cổ thụ. Phần cà phê dưới này thì mới trồng mà cũng cho quả rồi đó anh chị. Ui là mưa, xuống đây cái lúc đó em quay là dính mưa anh chị, nhưng mà vẫn cố gắng quay cho anh chị đó. Cà phê nhỏ nó vẫn có quả hết. Hồ đây, mình là chỗ ngã ba hồ luôn nha anh chị nha. Rồi mời anh chị cùng em khám phá cái video đi từ trong lô đất đó, đi ra ngoài cái chợ đó anh chị, dân cư đông lắm. Cái này mà ở Sài Gòn mà có lô đất này thì gọi là tiền chục tỷ trăm tỷ luôn đấy chứ. Ở đây cũng xây nhà lưới, nhà kính, trồng rau, trồng cỏ nè. Ra một tí là đến đường nhựa rồi. Rồi mời anh chị tham khảo về video flycam nhá. Đây, em sẽ chia sẻ với anh chị là cái câu chuyện kê giá của môi giới như thế nào. Thì trước tiên là em muốn nói đến là chủ đất là đừng bao giờ tiếp tay cho các bạn môi giới làm những cái điều đó. Những cái lô đất mà anh chị bán á, anh chị cứ cho phần trăm hoa hồng thôi, còn cho bao nhiêu đó là tùy vào khu vực và tùy vào sự đàm phán của anh chị với môi giới. Anh chị muốn bán nhanh á thì anh chị cho nhiều, còn ngược lại thì anh chị cho ít thôi.
Còn như em bán là em cứ cho từ hoa hồng từ 5-10% hoa hồng là nếu bán được cái giá mà em mong muốn, còn không được thì hoa hồng thấp lại thôi anh chị. Đó, không sao. Còn về người mua thì muốn mua khu vực nào á, anh chị nên liên hệ với nhiều môi giới ở khu vực đó, tham khảo giá các lô đất xung quanh xem giá trung bình của khu vực đó là bao nhiêu. Rồi mình sẽ hỏi hàng xóm nè. Muốn chắc ăn hơn nữa là mình sẽ lên hỏi địa chính đó, là khu đất đó như thế nào đó, có tranh chấp gì không. Ôi, nói chung là có nhiều thứ em muốn chia sẻ lắm anh chị ơi, nhưng mà cái thời gian cho video nó có hạn á, nên em sẽ hẹn anh chị một cái dịp lần sau sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái này anh chị nhé. Nói chung đây là cả một nghệ thuật anh chị, để mua đất á là cả một nghệ thuật luôn á. Rồi em cảm ơn tất cả các anh chị nhá.